Thúy Di xưa nay ngoài nhiều người biết đến gì những thị phi còn gây xem xét gì những tấm hình bốc lửa. Tự tin với dòng một căng đầy sau khi nâng, dòng hai săn chắc nhờ hút mở, hốt di Cà Mau tầm thường xuyên diện những bộ cánh khoang body sexy triệt để. Tưởng đã hoàn toàn hài lòng với thân hình đột nà, thế nhưng mới đây, cô nàng thị phi Thúy Di khiến nhiều người bất thần khi công khai lên trang cá nhân chuyện tháo túi ngực, mình đã tháo túi ngực, đây quyết định được ấp ủ trong suốt thời gian qua, mừng vì ca phẫu thuật rút túi thành công. Ảnh chụp màn hình. Chia sẻ về lý do tháo túi ngực, cô nàng sinh năm 1998 cho biết là vì ảnh hưởng từ người yêu cũ và mong muốn bạn dạng thân trở nên nga hơn, ngực sữa của mình bình tầm thường, rất tốt, nhưng một vài lần bắt gặp chuyện không vui lắm. Bạn trai của mình từng bảo người yêu cũ của anh không có ngực, nhưng anh vẫn cảm thấy thích điều ấy, từng có một yêu quý hiệu đầm đã phải đổi mình thanh lịch mẫu khác vì ngực Thúy Di không thích hợp tiêu chí. Điều đó làm mình buồn một thời gian dài. Ngày hôm nay đi chụp lần đầu nghe photo bảo, chụp cho em từ đó giờ nhưng hôm nay trông em à hẳn đấy gì à. Hy vọng thay đổi của mình thích hợp với định hướng trong tương lai. Thúy Di tự tin với bộ ngực không căng đầy nhưng trông nga hơn hẳn. Dù không nói cụ thể, nhưng có vẻ Thúy Di của tương lai sẽ không theo đuổi đẳng cấp gợi cảm nữa. Trước đó, Thúy Di đã công khai quá trình đập đi xây lại tổng thể khuôn mặt và tăng cấp dòng 1, dòng 2. Sau khi phẫu thuật, cô nàng theo đuổi đẳng cấp gợi cảm. Chính vì thế, cô nàng thị phi 5 lần 7 lượt chọn án giấy té sâu, cúp ngực, không thì cũng án ra ép dòng 1 muốn ngạt thở.